chỉ còn danh đó là đúng hạ. Và như tất cả những bạn đang bỏ cái điều đúng không ạ? Và trên sân khấu của chúng ta chỉ còn duy nhất là đúng hạ thôi. Những chàng trai và cô gái của chúng ta đã sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu! Chúng ta cùng chờ xem này, những cô gái và chàng trai của chúng ta để đúng hạ như là có thể được chuyển đổi hay không? Như vậy là bước khởi đầu đầu tiên đã đổi mở, đổi thai của chúng ta đổi mở thành công hay rõ rồi đúng không? Bỏ bóng đầu tiên là phòng này, bây giờ có được cái không? Bỏ bóng trên giỏ đúng không? Chúc mừng đội xanh đã có 3 điểm. Và chúng ta cùng chờ xem là hiện tại đội xanh đội theo của chúng ta có giành được điểm tiền đấu hay không? Cho một câu hỏi là thắng được rồi. Và xin mời được